Kinh đó kinh gì à, nhà anh có kinh Phước Đức không? Thiền viện Trúc Lâm đây. Ở Long Xuyên hả? À? À, mình ở Long Xuyên khúc nào anh? Cánh Đồng Hoàng hả? À? À, mình cũng ở Long Xuyên nè. Ở dưới Mỹ Thế á. À, chúc hai bạn đi chùa thật nhiều niềm vui nha. Con chào chú. Đi chùa hả chú? Đi chùa. Dạ, chú ở đâu đi chùa? Ở Vĩnh Chánh Thọ Sơn. Vĩnh Chánh Thọ Sơn hả chú? Chú có thường đi chùa này không? Cũng có đi mấy lần. Dạ, hôm nay chú đi với ai? 1, 2, 3. Rồi, giờ đi xuống đi sao? Rồi. Đây xin cho mình quay xuống nha cô chú. Ở đây là lòng hồ. Giờ đẹp quá. Bỏ gì phải không gà là không dung. Phải rồi. Rồi. Qua không có người. Phải đâu cho đi qua kìa. Nguyên giờ đẹp quá. Đẹp quá. Trời ơi. Cho đi đường chơi đi không mà. Dạ. Yeah. Ơi quá đẹp rồi. Tiến qua lóc miền Tây nha. Dạ. Chào cô chú và các bạn, rất vui được trở lại video tiếp theo của mình. Hiện tại giờ mình đang đứng ngay chỗ ngã tư Đèn Bốn Ngọn, thành phố Long Xuyên nha cô chú. Hôm nay mình sẽ dẫn cô chú và anh chị em đi về Thiền viện Trúc Lâm ở Thọ Sơn để tham quan nha cô chú. Thì để đến được nơi mà Thiền viện Trúc Lâm cô chú đi về đó là khoảng 23 km nha cô chú. Thì hướng ta phải mình là đi về Châu Đốc, chùa Bà Tứ Xứ Núi Sam nha cô chú. Còn hướng ta trái là về Cần Thơ nha cô chú. Thì mời cô chú và các bạn theo chân mình. Và đừng quên nhớ nhấn like và subscribe, đăng ký kênh ủng hộ Tí Vlog miền Tây nha cô chú. Thì chúc cô chú một ngày thật nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe. Mời cô chú theo chân Tí Vlog miền Tây đi về Hội Sơn Núi Sập tham quan ngôi chùa Thiền viện Trúc Lâm rất là đẹp. Đây sáng mọi người đi khá đông, hôm nay ngay ngày rằm á cô chú, đi rất là đông. Rồi mời cô chú theo chân mình đi về Thiền viện Trúc Lâm nha cô chú. Thấy không? Đây đi về tổng là 23 km á, đây về Thiền viện đó 23 km. Bà nói 23 km, bà nói 41 phút. Thank you.
tầm 15 km nữa. Vlog đã tới chỗ thiền viện Trúc Lâm nha cô chú. Thì mời cô chú và các bạn theo chân mình vào thiền viện nha cô chú. Thì đi hôm nay là có Lự, bé Phúc, mẹ bé Phúc, chị bầu lên kênh rồi. Rồi đi đây đi 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 vào chùa đây trước cổng thiền viện Trúc Lâm nha cô chú. Đây mời cô chú đi vào trong. Hôm nay mọi người đi viếng chùa khá là đông nha cô chú. Quá đông luôn cô chú. Hôm nay gần tháng giêng nên mọi người đi vô đây cầu an cúng cầu được nhiều phước lành. Ở đây chúc cổng thiền viện Trúc Lâm cho tôi. Ê, để dám góp ngay đây. Quá đẹp luôn cô chú ơi.
đi hạnh này nha cô chú. Hôm nay đi cúng chùa ở đây di chuyển thiền viện Trúc Lâm nha. Rồi để mời hai mẹ con đứng thì dừng vững, rồi chắp tay niệm Phật đi. Rồi quá đẹp luôn. Đây là cầu an nha. Kinh đó kinh gì à? Dạ anh. Có kinh Phước Đức không? Cây bưởi quá đẹp luôn. Cây đó trái thiệt á cô chú ơi. Dạ, cây trái thiệt. Kinh khủng, mọi người đổ xô về thiền viện Trúc Lâm nha cô chú. Quá đông luôn. Đây là bên khu quan viên bên hông nha cô chú. Ở thiền viện cúng đi. Phúc họ bỏ tiền vô thùng công đức đó Phúc. Đây nữa nè con. Đây có thùng nữa nè, bỏ vô. Bỏ tiền vô. Hai bạn ở đâu đi thiền viện Trúc Lâm đây? Ở Long Xuyên hả? Mình ở Long Xuyên phút nào ạ? Cánh Đồng Hoàng hả? Mình cũng ở Long Xuyên nè. Ở dưới Mỹ Thế á. Chúc hai bạn đi chùa thật nhiều niềm vui nha. Rồi. Đi, mình đi quanh kia kìa. Đi dạy quanh kia. Ừ.
Hôm nay mình đi chùa có chị Hạnh đi rồi cũng khá đông nha cô chú. Con chào chú. Đi chùa hả chú? Đi chùa. Dạ, chú ở đâu đi chùa? Ở Vĩnh Chánh, Thọ Sơn. Vĩnh Chánh, Thọ Sơn hả chú? Dạ. Chú có thường đi chùa này không? Cũng có đi mấy lần. Dạ, hôm nay chú đi với ai? Với bà xã. Dạ, đi với bà em. Xã hả? Dạ, kêu bà xã lại đi con quay cho lên kỷ niệm. Quay trắc nghiệm rồi hả? Dạ. Rồi. Rồi, hôm nay cô chú đi chùa thấy... ở đây không khí ở đây thấy cô chú thấy sao? Nó cũng mát lành, dạ. Người cũng hậu, tiếp đón niềm nở lắm. Dạ, dạ. Thì, ở đây chú cũng thường đi ha chùa này á. Dạ, thì chú đi chùa này rồi có đi chùa nào nữa không? Tính đi dài dài không biết, chưa cố định chỗ nào, nhưng mà đi đây trước rồi thời gian đi nữa. Dạ. Dạ. Rồi con cảm ơn chú và chúc cô chú năm mới có thật nhiều sức khỏe. Rồi. Bạn khang thịnh vượng nha. Rồi. Rồi. Chúc cô chú sống lâu trăm tuổi. Rồi, chúc con mạnh lành thì vui khỏe. Dạ. Chú nữa về kênh Tí Qua Lóc Miền Tây chú lên là chú coi thấy ở trên YouTube. YouTube Qua Lóc Miền Tây nha. Tí Qua Lóc Miền Tây. Dạ. Quá nhiều người đi tham quan nha cô chú. Ở đây lên mình lên cảnh trên mình quay xuống. Đi lên trên kìa ngồi. Đứa ngồi đây không phải ông. Dạ, đi đây nè. Rồi giờ ngồi đi rồi chụp hình cho nè. Dạ. Rồi. Chỗ bãi đầu lúc nãy đứng lại. Nè. Lột khẩu trang ra. Lột khẩu trang ra, lột khẩu trang ra chân con. Nhìn lên cái cây hả? Có gì đâu con. 1 2 3 giờ đi xuống đây sao? Rồi. Đây trên mình quay xuống nè cô chú. Ngầu quá. Ông xuống dưới. Đứng lên. Hello mấy đứa. Đây trên cao nhìn xuống khá đẹp nha cô chú. Đồng hồ. Hố sâu nguy hiểm. Hello cả nhà. Đây trên cao mình quay xuống nha cô chú. Ở đây là đồng hồ. Ở bên kia quá đông luôn cô chú ơi. Rồi mình sẽ đi qua bên kia, mình sẽ quay cho cô chú xem để cho trải nghiệm luôn, đi qua cái cầu đó luôn đó cô chú. Khá đẹp, quay xuống khá đẹp. Cái bên này đi anh lấy để ba người coi. Đi dài dài quanh kia. Hai bên nào bây giờ.
Đây có cái tượng Phật Di Đà bị xúc cánh tay nè cô chú, không biết lý do sao. Ôi cái này lắc cánh tay tròn lại ơi. Ơi trời ơi đã rồi không? Con lách xuống rồi. Đi xuống được không? Rồi. Ơi giỏi rồi. Ơi ơi ơi. Ơi trời ơi. Ơi. Trời ơi lết rồi. Đó đi rồi. Ôi tới không nước rồi, tới không nước rồi. Rồi thôi đi lên. Alo. Em đang ở trong thiền viện Trúc Lâm mà nè, chị đâu rồi? Em ở trên, rồi chị ở bên cây cầu rồi hả? Em đang trên đồi cao nè. À. Không, em chưa qua cầu, để em đi lội xuống em đi qua. Dạ dạ rồi chị đứng đó đi rồi tụi em qua. Rồi ok. Đi lội về bên kia. Đi lội về bên kia. Mọi người đang mua thức ăn cho cá ăn đó cô chú. Hết biết đông luôn, ngồi không? Ngồi cặp ở đồng hồ cô chú. Cá nhiều lắm nha cô chú. Này cá cá chết với cá tây rồi nhiều đó cô chú. Con nhỏ hết mạnh mạnh nha. Này mình sẽ di chuyển về phía bên kia cho cô chú xem. Cũng tiếp người ta đi quá đông. Rồi đi 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 nào đi di chuyển qua bên cây cầu. Đi. Quay đầu là bờ. Hai mọi người đang cá nào thì con lên. Cá chán ăn luôn nè. Xuống lên. Mua đồ ăn không? Ủa thức ăn này mình mua cho ăn hả gì á chị? Mua đúng không? Ồ. Cá chép gì mà chép gì? Ồ cá quá cá luôn nè. Dạ, nó ăn đâu, đâu nghỉ đâu. Nó no rồi, nó no, nó hết ăn rồi. Mọi người đang đứng cho ăn cá là nhiều ha. Đó, gãy đi, gãy đi. Cá lóc nó kìa. Ồ, ôi. Cá đây hình thành đó. À biết nào luôn. Đi gần tường á nó vàng mé chứ đẹp. Nè cô chú, cá nhiều lắm nha cô chú. Cá chép con nào luôn bự bự luôn. Đi đi dài bên kia. Đi. Có người Thảo đâu? Kìa ở trên. Thảo đâu? Đi. Ở trên một số người cũng đang đứng xem nha cô chú. Hôm nay là rằm tháng giêng, mọi người đi thiền viện Trúc Lâm rồi ra đây ngắm cảnh luôn. Cho cá. Hồ. 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 Áo dài đẹp quá. Có mi đời qua không có người. Ta đâu cho đi qua kìa. Nguyên giờ áo dài đẹp quá. Trời ơi. Dạ. Ơi quá đẹp rồi.
tí qua lóc miền Tây nha. Đi 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 về bên kia. Bây giờ mình lên cầu đó mình sẽ quay xuống nha cô chú. Ừ, cá trê bự quá kìa. Hết thế con cá trê. Trời ơi, cá trê bự quá. Mạnh hồ quá rồi, đã hết nổi rồi. Ăn chay hả? Cá bữa nay ăn chay hả? Bút à? Bút. Đi xe đứng đó vô. Đi đi lên. Đi lên đây nè, qua bên kia. Đây nè. Đây. Đây nè. Không đem thổi theo coi phim. Đi đi lên đây nè. Thảo rồi, hai đứa đây nè. Anh nghe Tam ơi. À, cặp cái phòng anh ngay cửa anh đi lại chút xíu là có cái công tắc đó em. À rồi, thẳng lại có công tắc. Ủa bữa nay em vô em lắp camera hả vậy? Ờ, rồi đi thẳng lại đó coi. Em kéo cái còi dao tổng lên là nó có à. Nhiều khi nó tắt đèn ở ngoài không? Ừ. Không mà ngay chỗ anh là em kéo lên là có đó, nó cặp có một cái còi dao tổng lớn đó. Ngay trong đó luôn á. Em kéo lên hết rồi, cháy rồi, không cháy rồi là mất đi qua tôi cắt. Vậy hả? Ờ nó nằm ngay đó mà vậy là hàng ấy nó tắt rồi, mình nhí á. Bên đây là cá bự không nha cô chú, cá to ha. Rồi sao đi xuống này, khó đi xuống đó cô chú ơi. Thôi mọi người đứng coi. Ồ cá to quá. Hôm nay mấy con cá này quá quá đã rồi, được ăn thoải mái rồi. Nó chơi con nào mấy bự bự thôi. Ừ, gãy nhiều thứ khó rồi. Bự quá, bự luôn rồi. Anh đi ngồi luôn. Nói là vô, nói vô khu này. Mọi người mua thức ăn gãy cho cá ăn rồi chứ. Chị có thường đi thiền viện này không? Có rầm đi hoài. Rầm đi. Mỗi lần đi là hay ra đây coi cá ngắm cá. Ngắm cá.
Có cá chê bạch nữa kìa. Dạ dạ. Cá chê bạch bự lắm. Hầm bên đây đúng không? Đây là đường hầm cá sâu. Đây cây cầu nè cô chú, thì hồi mình sẽ bước đi lên cây cầu đó đi qua bên trên, mình sẽ quay xuống cho cô chú nè. Chắc là mang đi qua cầu đó rồi là mình sẽ lên cầu đó đó. Đây lên sẽ đi lên cầu mình quay xuống cho cô chú nè. Mọi người lên đây chụp hình này, chắc em chụp hình này. Cái cầu khá đẹp nha cô chú. Phương chuyện hòa thượng. Đây phương chuyện hòa thượng này nha cô chú. Này mình di chuyển lên cầu nha cô chú. Lên cái này nè. Trời giờ này 10 giờ mà nắng khá là nắng nha cô chú, nhưng mà mọi người nắng ở đây mình sẽ lội xuống nha cô chú. Ở đây mình quay ở trên nhìn xuống cho cô chú xem này nha. Đi chậm lắm tụi luôn. Đau rồi. Hello cô chú. À đây về đây dính rồi đó nha, dính rồi đó. Hello. Hello, chào. Dạ. Dạ, cơm tí qua lóc miền Tây. Dạ hả? Dạ. Đẹp bộ. Dạ. Cảm ơn nha. Rồi, cảm ơn. Happy New Year, chúc em và năm mới vui vẻ. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Anh. Dạ. Em quá hả? Đây mình sẽ đi xuống nha cô chú. Nãy mình lội lên mà bây giờ mình đi xuống. Ở trên đây mình quay xuống cho cô chú xem. Khá là đông người đó. Không biết cô chú thấy rõ hay không à. Cái cầu này nếu như mà cô chú nào mà sợ độ cao là không nên đi cái cầu này nha. Tại vì khi đi trên đây á, nó sẽ đông đưa, cô chú sẽ sợ. Thứ nhất là người bị bệnh tim á, là đi cái cầu này là rất là sợ. Vì cầu treo thì nó phải lúc lắc rồi đó cô chú. Mình tính lội lên tới trên cái đỉnh trên nữa mà, nhưng mà quá mệt rồi cô chú ơi. Thì nên xuống, mọi người đang chờ mình mới biết. Trên đây cô chú nhìn xuống view rất là đẹp nha cô chú. Rồi đây cây cầu, cây cầu này nếu như mà cô chú mà sợ độ cao là đi lên rung lắm, rung giò luôn á. Chị hai rồi. Quá đẹp, quá đẹp. Ông em ơi.
rồi. Thấy rồi. Thấy rồi. Ừ. Quá đông người ta luôn hả Phúc?